Trong video này sẽ hướng dẫn anh chị cách xem báo cáo cà phê Vietjet trên giao diện mobile. Để hiệu quả trong việc quản lý thì Vietjet cho ra nhiều loại báo cáo chi tiết. Để xem các loại báo cáo, anh chị chọn báo cáo trong phần quản lý. Nếu muốn xem doanh thu, doanh số của quán, anh chị chọn báo cáo doanh số, doanh thu. Trong báo cáo doanh số, doanh thu, anh chị có thể xem theo ngày, tháng, năm. Ngoài ra có thể nhấn vào nút 3 chấm để chuyển đổi báo cáo chi nhánh hoặc xuất báo cáo. Để biết món ăn hoặc thực đơn nào bán chạy, anh chị chọn lần lượt báo cáo món ăn bán chạy và thực đơn bán chạy để xem. Trong báo cáo món ăn bán chạy, anh chị cũng xem được doanh thu, số lượng món ăn bán chạy trong khoảng thời gian đã chọn. Trong báo cáo thực đơn bán chạy, cách xem cũng tương tự. Để xem doanh số danh mục, anh chị chọn báo cáo doanh số danh mục. Trong báo cáo doanh số danh mục, anh chị thay đổi được báo cáo dạng danh sách hoặc biểu đồ tròn nếu như chọn tất cả danh mục và khoảng thời gian đã chọn. Ngoài ra, để xem chi tiết danh mục, nhấn vào danh mục đó, trong đây sẽ hiển thị các món ăn thuộc danh mục này, nhấn vào dấu cộng để sổ danh sách. Để xem doanh số theo khu vực, chọn báo cáo doanh số khu vực. Để xem doanh số theo bàn, chọn báo cáo doanh số bàn. Để xem doanh số của khách hàng, chọn báo cáo doanh số khách hàng. Để xem doanh số của nhân viên bán hàng, chọn báo cáo doanh số nhân viên. Để xem doanh số của sản phẩm, chọn doanh số sản phẩm. Để xem doanh số của món ăn, anh chị chọn báo cáo doanh số món ăn. Để xem doanh số của dịch vụ, anh chị chọn báo cáo doanh số dịch vụ. Để xem doanh số của nguyên liệu, anh chị chọn báo cáo doanh số nguyên liệu. Để xem doanh số của món ăn phụ, chọn báo cáo doanh số món phụ. Để xem doanh số combo món ăn, chọn báo cáo doanh số combo. Để xem báo cáo những nguyên liệu sắp hết, anh chị chọn báo cáo nguyên liệu sắp hết hàng. Trong báo cáo này, anh chị có thể phân loại xem giữa nguyên liệu sắp hết và nguyên liệu đã hết. Để quản lý hàng hóa nhập, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ, chọn báo cáo nhập xuất tồn. Anh chị phân loại giữa xuất nhập hàng và xuất nhập tồn để xem các sản phẩm, nguyên liệu. Để quản lý hàng hóa hay nguyên liệu đã trả, chọn báo cáo nhập xuất trả.